Hello, chào mọi người nhé. Hôm nay Tin Vlog sẽ review ở quán Nga Ngưu, thị trấn Cô Túc mọi người ạ. Tí anh em làm mệt mỏi về đêm á, làm vài món lai rai chơi vui thôi. Gồm có mình này, Bác Tiệp rồi Tuấn, tí thêm một thành viên mới nữa. Làm vài món đó là gỏi bò này, xong làm mực nướng ấy mọi người ạ. Làm dĩa cơm chiên, ăn rồi uống vài lon cho vui vậy thôi. Hôm nay dịch bệnh quá, quán mình nó cũng thưa lắm mọi người. Mọi người bấm xem và yêu mến Tin Vlog á, mọi người nhớ bấm một đăng ký kênh và chia sẻ cho Tin, kênh của Tin. Rất cảm ơn mọi người nhé. Món gỏi đầu tiên của mình ra đây, rất tuyệt vời. Chắc mời anh em dùng thử hè. Rồi, hai cộng tác viên của mình là đang nâng ly đấy mọi người. Mai tin uống nhá. Rồi, cho anh em dùng mồi thử Thịt bò mọi người. hè. Rồi, thịt bò, có thịt bò mọi người. Rồi, món thứ hai là cơm hải sản mọi người ạ. Sao anh em cảm nhận như thế nào nè? Phát biểu rất đẹp. Mình ở chưa. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Anh em mình đến từ đâu anh em ơi? Đây là Đây từ Gia Lai Cơ Đông Ba mọi người nha. Rồi anh em mời anh em nha. Rồi, chúc cho kênh Tin Vlog ngày càng phát triển mọi người nha. Rồi đây. Rồi anh em mời nha. Hôm nay gặp được mấy anh em ở Chư Gu Cơ Đông Ba, anh em mình vừa rồi ủng hộ kênh mình rất là nhiều. Rồi tuyệt vời. Đấy, chào người bạn đội mũ đỏ tuyệt vời kìa. Rất ấn tin đã chào với cái bạn anh em mình bên kia rồi. Giờ chắc xin phép anh em mình review xem cái món gỏi bò. Tuy nó mới nhưng mà cũ rồi, bởi vì mình cũng đã ăn nhiều lần rồi. Vừa rồi làm tí bia và mạch hồng hào rồi chứ không phải đánh khoáng đâu nha mọi người nha. Này. Mọi người nha. Gỏi đương nhiên có vị chua. Gồm cả lá tía tô nè. Thịt bò mọi người. Cà rốt nè. Rồi bắp chuối nè. Thịt bò lấy tí tô rất ngon và tuyệt vời. Tí nữa thêm một cái caramel mình đến nữa mọi người. Bé nhỏ nè, nó bưng ra món thứ ba này mọi người. Đây là mực mực sống hả? Mực chiên đây mọi người. Cái món thứ ba của mình ra là mực chiên này mọi người. Thứ nhất là mực chiên này, bên trên là có các cái cọng rau hành ngò thơm rất là tươi, và cà chua này, dưa leo này, cũng tía tô và các loại rau thơm để cho cái món của mình nó thêm phong. Bây giờ mình sẽ review xem cái món mực nướng vừa rồi mới nấu á mọi người. Mình thử con mực này, nó cho thêm cái miếng cà chua, thêm một cái miếng dưa leo, rồi thêm ít rau thơm vào mọi người. Đa số là tía tô thôi. Đấy. Cho test thử xem có vấn đề gì thì đấy. Xong rồi anh em mới dám dùng đấy, rồi cho mình thử trước, giống như ngày xưa là các loại ông vua chúa là không dám ăn trước, rồi cho mấy lính tép ra ăn trước cái mọi người. Ai dám test cho hoàng thượng. Mời mọi người nhé. Mực này tươi ấy mọi người, lấy từ Tuy Hòa lên đấy. Rất là còn tươi nhưng rất là thơm và ngon. Mình ăn mấy lần rồi nhưng mà mình bỏ cái này. Thử một miếng đây nhá. Rồi. Chẳng ra mình sẽ ăn mặn vào chứ không caramel mình cứ bảo ăn mặn vào. Dùng đi anh, dùng bấm mới đi. Sương mực. Rồi Tuấn này. Ăn thử mời mọi người nha. Đấy. Mời anh em nha. Rồi, bắt tiệp ha. Đô, cánh hảo nhìn to ra. Bị thế, anh luôn xương luôn. Anh luôn xương luôn mới ngon nhé. Nuốt luôn, nước luôn. Nuốt xương sống nha. Nước xương sống. Nuốt mực ngon mọi người. Nên làm tiếp con nữa cho nó. Anh em, này giao lưu tí anh em. Này hết đĩa mực. Đấy. Mực cái hai con mà anh em kêu ăn hết mọi người. Đĩa ba con ăn hai con. Yên tâm đi, ăn hết kêu đĩa khác không lo gì, tôi bị tài trợ mà lo gì.
Đây mọi người nha, mực có cánh này, cánh vào thơm tuyệt vời. Chưng mực luôn. Cắt dây tim miếng dưa leo anh. Thật. Phải ăn kèm vào nó mới ngon. Đúng rồi. Mực kèm với dưa leo thêm một miếng cà chua nữa mọi người ạ. Miếng tìm miếng đi, miếng lại mà rất ngon. Bởi vì bản chất nó đã ngon rồi. Hôm nay có thành viên mới là chào bàn với YouTube mình. Chào mừng một người anh em từ Chinh Lu đến nha mọi người ha. Chào. Anh chào em nhé. Rồi. Hết nha mọi người. Rồi anh mọi người nha. Em chơi rất là nhiệt tình. Covid không bắt tay. Rồi ok. Không bắt tay. Chị Diên. Yeah. Ok. Rồi ok. Vào đây em. Vlog sẽ mời một người đẹp với mỗi con mực đẹp mọi người. À, tuyệt vời nhé. Không. À, cho miếng dưa leo này mọi người nha. Lên này dưa nó quấy rồi. Rồi, và thêm một cái miếng cà chua vào nữa cho nó tuyệt vời hơn. Cái chắc là chào một người bạn mới đến nha. Chào cả nhà. Rồi, du lịch đây. Cảm ơn. Em cho bắt đầu uống đi, bắt đi bộ về. Tuyệt vời. Hôm nay Tin Vlog được người đẹp muốn cơm ăn mọi người. Chắc là anh con no bụng luôn. Người đẹp tuyệt. Thấy tay là biết không phải là rất là dịu dàng là tay nữ nhưng mà tay nam nha mọi người á. Không có phải tay tìm được tìm gấp đũa kia mà làm gì có tay nữa. Lúc nãy em tìm dấu lại được. Rồi, cảm ơn người đẹp nha. Mời cả nhà nha. Mình sẽ ăn một cái là hết cái này luôn. Cũng mỗi ngày ăn cơm chiên nhưng mà thấy bình thường. Hôm nay ăn cơm chiên nó ngon mọi người ạ. Chắc ăn được người đẹp múc cơm rồi. Anh tin anh review một món mới. À, đấy, bây giờ em kêu một món em mới. Không, em cứ kêu một món mới đi. Em cứ chọn một món nào ngon ngon ở quán. Đấy. Mình đấy. Bây giờ tập đoàn 4 năm. Rồi. Mình tập đoàn lớn hơn thì phải là anh đó. Chào mừng em từ Chicago đến không? Tập đoàn 3 này. Mời anh em nhá. Mời em. Mời tất cả mọi người nhá. Rồi, chào em nhá. Đấy hàng đệ của mình ạ. Đấy, đệ của chú Tuấn đó. Nhưng đang ra biết là mập khỏe như này. Làm chào em. Đây, đang chờ cơm ạ. Hello mọi người nha. Rồi, nhớ bấm kênh để xem Tim Vlog mọi người ha. Cơm người đẹp múc mãi ăn mãi không hết rồi mọi người. Cơm vừa ngon vừa. Rồi ok nha. Hôm nay chắc hai người bạn đến từ Chicago mọi người. Chắc chào các bạn. Rồi, chào các bạn nhá. Chúc anh em sức khỏe nha. Bạn mình luôn. Rồi, chào chào em nha. Covid quá. Tập đoàn hơi lớn đấy. Đấy. Tập đoàn quá lớn. Tập đoàn 3 là quá lớn. Tập đoàn là lớn nhất rồi. Mời mọi người nha. Mà tập đoàn lớn là lớn. Rồi chúc mọi người nha. Nếu yêu mến Tin Vlog mọi người nhớ bấm một cái đăng ký kênh để ủng hộ Tin Vlog nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mời mọi người nha. Bạn ấy. Cái dạng mình lừa tình cảm anh em cũng phải chăn chê. Thế đấy. Bây giờ nó tìm sẽ mời Thánh Cô Mộc Lon nha. Mình rót ra mọi người. Kèm thì mình làm nha. Đồ, chuẩn luôn rồi mọi người. Tuyệt vời. Thế này mọi người nhá. Anh ba em xin mời Thánh Cô mình là mỗi người một lon. Anh ấy là anh Tiệp đi trước đúng không? Sau khi anh Tiệp mời xong lon là kẹp nắp anh Tiệp ra chị trước. Sau đó tới chú Tuấn để uống lon kẹp nắp ra chị sau. Kể cả mình sẽ rót bia cho Thánh Cô uống nha mọi người nha. Hôm nay Thánh Cô chọn món mà chưa chọn chờ mãi. Đó là phải mời nha. Bóp lon đúng rồi. Bóp lon. Không có sợ say được đâu. Anh cũng phải sợ mà anh sắp say rồi. Không có sợ say được đâu. Anh Tiệp là chỉ mua hai lon nữa thôi là say rồi. Không có say được đâu. Đó như con gà cầu nồi kìa. Như thế này nhá. Tuấn và anh Tiệp là một phe. Mình và Thánh Cô hôm nay là một phe mọi người ạ. Bây giờ chỉ uống bên nào thua thì bên kia chịu một chồng. Bây giờ mai. Để em gọi thêm hai thùng bia nữa nè. Rồi ok cứ gọi đi. 2 đánh 1. 2 đánh 1 không chột một về. Thánh Cô của mình hôm nay là phải uống mạnh vào Thánh Cô.
Rồi bây giờ cho đá thánh chắc chào mọi người nhé. Video mình chắc xin phép kết thúc tại đây. Nãy giờ review nói chung là trong cái bối cảnh rất là nhiều rồi. Mọi người cảm thấy mình yêu mến tin vlog, mọi người nhớ bấm một cái đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.